Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Trong mục Muôn mặt đời sống, mời quý vị cùng theo dõi chuồng phóng sự với nội dung khó khăn trong trùng tu tôn tạo di tích lịch sử văn hóa. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với phóng sự sáng tạo từ mô hình rác thải. Trong mục Nét đẹp xứ Nhãn, mời quý vị theo dõi phóng sự dự án triệu ước mơ, trao tặng thư viện miễn phí cho học sinh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Hưng Yên có hệ thống di tích lịch sử văn hóa phong phú đa dạng với 3 di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, 175 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 271 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Tuy nhiên hiện nay, việc bảo tồn các di tích trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Phản ánh tại huyện Phù Cử. Đền Cảm Nhân Linh Từ nằm trên địa bàn thôn Tân An, xã Nhật Quang, đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan Hoàng Thái Hậu. Đền đã được vua ban tặng 6 sắc phong và còn lưu giữ được 2 tấm văn bia cổ. Năm 2006, đền được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Trải qua những thăng trầm, đền bị xuống cấp và đã được tu sửa. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạng mục có dấu hiệu hư hỏng. Năm tàn tiền mái thì cũ nát và có thể đổ sập bất cứ lúc nào, trong khi toàn bộ cửa chính của đền đều bị mối mọt nghiêm trọng. Trước đó, nơi đây đã bị trộm lấy mất 6 sắc phong vua ban. Chỉ thắp hương xong nùi ở phía trong, vì phía trong này chắc hơn. Đấy, thế và nùi xuống dưới tam bảo. Toàn bộ cánh cửa này thì đã xuống cấp là mọt, chẳng qua chúng ta chỉ che mắt thế gian thôi. Còn bình thường các vị dày ra thì nó sẽ cũng là bung ra vì nó không có chân đâu. Ban đêm thì không ai canh được trộm, nên là nhiều lúc là cũng no. Còn đây là cụm di tích đình chùa miếu Tống Xá, xã Tống Phan, huyện Phù Cử. Sau khoảng 20 năm phục dựng lại, đình có nhiều hạng mục đã bị xuống cấp nghiêm trọng và đã được trùng tu năm vừa qua. Tuy nhiên, miếu Tống Xá nằm trong cụm di tích, mặc dù cũng đã xuống cấp nhưng do thiếu kinh phí nên vẫn chưa được tu sửa. Nếu như mưa gió nó có dột thì cũng lại cứ tức là lại phải nhờ thợ người ta dặm, tức là hoặc là quay sửa lại đến đâu thì lại đến đấy thôi. Do tác động tàn phá của chiến tranh và ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu nên các di tích lịch sử văn hóa danh thắng trên địa bàn huyện Phù Cử đã và đang xuống cấp theo thời gian. Nguồn ngân sách mà đảm bảo để đáp ứng cho cái việc trùng tu tôn tạo ấy, thì cho tất cả các di tích xuống cấp thì hiện nay nó cũng còn chưa đáp ứng được. Cái thứ hai là vẫn còn một số cái địa phương tức là chưa quan tâm đúng mức đến cái công tác trùng tu tôn tạo, chưa chủ động trong vận động nguồn xã hội hóa. Những năm qua, công tác bảo tồn trùng tu, chống xuống cấp di tích đã được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Phù Cử quan tâm. Tuy nhiên, quá trình bảo vệ tôn tạo còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Chùa Ngà, thôn Tuyên Linh, xã Đỉnh Cao, huyện Phù Cử hiện đang bước vào quá trình trùng tu tôn tạo. Vì là di tích đã được xếp hạng để được trùng tu từ nguồn ngân sách nhà nước thì phải đúng quy trình với nhiều khâu kiểm duyệt. Trong khi di tích đã xuống cấp nghiêm trọng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Vì thế nhân dân địa phương đã từ chối nhận nguồn hỗ trợ này mà tự kêu gọi nguồn xã hội hóa hoàn toàn. Tổng kinh phí độ khoảng gần 400 triệu. Thì đến giờ phút này thì nhân dân quyên góp mới được khoảng 246 triệu. Đã lẽ là làm từ năm ngoái nhưng kinh phí chưa có, với cấp trên chưa duyệt phê duyệt. Gặp khó khăn là về cái thời gian các thủ tục trình cấp trên để phê duyệt cấp phép. Mà trong khi đó các công trình đã xuống cấp rất nghiêm trọng. Nếu như nhân dân mà theo cái nguyện vọng cần trùng tu sửa chữa ngay thì nguồn kinh phí chủ yếu là xã hội hóa. Có thể là đủ cái kinh phí để xây dựng và cũng có khi lại còn thiếu. Còn đối với cụm di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh, đình chùa Phủ, thôn Phan Xá, xã Tống Phan cũng đã xuống cấp nghiêm trọng và mới được duyệt kế hoạch trùng tu vào tháng 11 năm 2023 với kinh phí dự kiến trên 600 triệu. Tuy nhiên ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ 50%, còn lại 50% kinh phí do xã hội hóa của địa phương. Hiện tại nguồn đóng góp này vẫn chưa huy động được. Mưa dột từ trên nóc dột xuống, có nghĩa là không còn có chỗ để mà ngồi, chỉ có đứng trong nhà mà còn phải treo ô. Riêng về cái nguồn kinh phí thì chúng tôi chưa có đồng nào. Bằng mọi giá là cán bộ đảng viên trong thôn là phải quyết tâm cùng chung tay để bảo vệ cái di sản này.
mặc dù rất khó khăn. Theo thống kê của Phòng Văn hóa Thông tin huyện Phù Cử, huyện có 29 di tích, cụm di tích được xếp hạng với 9 di tích cấp quốc gia và 20 di tích, cụm di tích cấp tỉnh. Tuy nhiên, hiện mới có 6 di tích được trùng tu tôn tạo. Còn lại 14 di tích thì trong đó thì 4 di tích thì đang có cái cơ chế hỗ trợ thực hiện trong năm nay. Chủ yếu do nguồn kinh phí cũng chưa đảm bảo nên là cũng khắc phục được một số cái hạng mục cơ bản. Còn một số hạng mục thì theo cái giai đoạn tiếp theo sẽ khắc phục dần. Các di tích là những địa chỉ đỏ có giá trị trực quan sinh động, là nguồn tư liệu phong phú, phục vụ giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Vì thế, công tác quản lý và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện luôn được quan tâm. Đậu Tam Đa thuộc thôn Tam Đa, xã Tam Đa, nơi thờ ba vị tướng công đã có công giúp dân làng mở mang bờ cõi, đánh đuổi giặc ngoại xâm. Trải qua thời gian biến động của lịch sử, di tích không còn nguyên bản. Cùng với nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn kinh phí từ tỉnh, huyện, nhân dân địa phương đã góp sức người, sức của trùng tu lại các hạng mục công trình. Đến nay đã dựng lại tòa Định Tam và các công trình phụ trợ. Ba cung của cái di tích này đã tu sửa là cơ bản là xong rồi. Trong đó tỉnh cho 40 triệu, huyện cho 500 triệu, xã thì là cho 300 triệu. Còn bao nhiêu là nhân dân là công đức, hiện nay là hơn 2 tỷ. Người dân phấn khởi là chung tay và xây dựng. Bây giờ nó kiên thiết đây đi, tất cả xung quanh, đằng trước, đằng sau này là tốt. Vừa rồi thì chúng tôi cũng đã đầu tư vào một tuyến đường là từ đường DT386 vào trong đậu, rất là đẹp mà có hệ thống rãnh thoát nước để tiêu thoát nước trong khu vực rất là sạch sẽ. Hàng năm chúng tôi thu hút khoảng độ trên dưới 10.000 lượt người đến tham quan và vãn cảnh của di tích đậu. Thực hiện đề án tu bổ chống xuống cấp di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025, cùng với nguồn ngân sách của Ủy ban Nhân dân tỉnh kết hợp với các nguồn của huyện và xã hội hóa, đến nay huyện Phù Cử đã tu sửa được một số công trình di tích như Đậu Tam Đa, xã Tam Đa, Đình Nghĩa Vũ, xã Minh Tân, Đậu Trà Vồ, xã Phan Xảo Nam, Đình Võng Phan, xã Tống Trân. Chúng tôi sẽ tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm xâm hại di tích, thường xuyên kiểm tra, có biện pháp tôn tạo, tu bổ kịp thời thì đối với những di tích đang bị xuống cấp, khuyến khích xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong công tác đầu tư, trùng tu tôn tạo, quản lý và phát huy các giá trị di tích trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, do hệ thống di tích của huyện có số lượng lớn, nên mặc dù đã được các cấp chính quyền và nhân dân quan tâm trùng tu tôn tạo, nhưng vẫn còn di tích xuống cấp, chưa có kinh phí tu bổ sửa chữa. Cùng với đó, hoạt động quản lý và phát huy giá trị tại các di tích chưa thực sự hiệu quả. Chính vì vậy, việc phát triển du lịch còn bỏ ngỏ. Thưa quý vị, trong những năm qua với mô hình xử lý rác thải vô cùng sáng tạo nhưng lại rất đơn giản và dễ thực hiện của mình, ông Quách Đăng Hãn, thôn Viên Quang, xã Quang Hưng, huyện Phù Cử đã sử dụng để xử lý rác thải sinh hoạt ngay tại gia đình. Việc làm đó không chỉ góp phần làm giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường mà còn đem lại hiệu quả rất tích cực. Mảnh vườn với rất nhiều loại cây trái vô cùng đẹp mắt, xanh tươi và chịu quả này của gia đình ông Hãn là một mảnh vườn rất đặc biệt. Điều đặc biệt ở chỗ, những loại cây trái này được trồng trên những hố rác thải sinh hoạt của gia đình ông. Dinh dưỡng cung cấp cho cây cũng chính từ các loại rác thải hữu cơ đã phân hủy. Mô hình xử lý rác thải vô cùng sáng tạo này đã được ông sử dụng từ năm 2016 đến nay và đây là hố rác thứ tư mà ông đã đào tại vườn nhà mình. Không tốn chi phí xây hố, chỉ cần đào hố và tận dụng một mảnh tôn quay quanh là đã có ngay một hố rác. Mảnh tôn có thể rút lên cao theo lượng rác thải đổ vào và có thể rút ra tái sử dụng khi hố rác đã đầy và được lấp đất. Tôi thấy là thứ nhất là không ô nhiễm môi trường. Cái thứ hai là các thứ mình không phải mang đi vứt xa. Thế nhà tôi thì tôi bảo thôi cứ làm cái hố này như thế, vứt xuống đấy, còn chỉ muốn cái ni lông nếu mà nó cũ quá thì mới vứt đi, còn đấy tôi cũng giặt sạch cho phơi khô để đi chợ mình mang luôn đi, nên mình đựng các thứ vào đấy.
để xử lý rác thải sinh hoạt một cách hiệu quả. Ông tiến hành phân loại rác thải trước khi đem đi xử lý. Các loại rác hữu cơ, ông đổ vào hố chứa rác và dùng chúng làm phân bón cho cây cối quanh vườn. Rác thải vô cơ đem đến nơi tập kết rác của địa phương. Mô hình xử lý rác thải sinh hoạt của gia đình ông Hãn rất phù hợp ở những vùng nông thôn có diện tích vườn rộng, không tốn kinh phí đầu tư xây hố, không gây mùi hôi khó chịu và hơn hết là rất dễ thực hiện ở mỗi gia đình. Mình rất bất ngờ về cái mô hình này, vì thực ra là mình mang tiếng là ở trên Hà Nội, thế nhưng mà mình thấy là mọi người không hề phân loại rác. Về đến quê thì mình mới thấy là các ông phân loại rác rất là đúng đắn. Những đứa con của mình ấy, thì nó về nó cũng học được một bài học rất thực tế, đó là phân loại được rác. Chúng ta phân loại rác ra và chúng ta chôn cái phần rác hữu cơ tại vườn của nhà mình, vừa làm phân bón, vừa làm tốt cho cây xanh, mà cái lượng rác vô cơ thải ra ấy, một ngày nó không đáng kể. Thế thì cái lượng rác nhà nước phải xử lý là cái việc nó rất nhẹ nhàng và đơn giản. Với mô hình sáng tạo như của gia đình ông Hãn, vẫn là một mô hình hiệu quả và cần được nhân rộng. Nó không những tận dụng được những rác thải hữu cơ vào việc có ích, mà còn góp phần giảm tải lượng rác thải ra môi trường, góp phần tạo nên một môi trường sống ngày càng sạch đẹp, văn minh. Thưa quý vị, Chiều Ước Mơ là tên một chương trình nhằm giúp những hoàn cảnh khó khăn hiện thực hóa được ước mơ của họ trong cuộc sống. Chương trình nằm trong chuỗi dự án thiện nguyện Chiều Ước Mơ Việt của một tổ chức mang tên CDI Việt Nam và dự kiến sẽ triển khai trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Cuối tháng 9 vừa qua, chương trình cũng đã được khởi động tại Hưng Yên. Đây là tờ chào cờ đầu tuần đặc biệt của thầy và trò trường Trung học cơ sở Hiệp Cường, huyện Kim Động. Sau nghi lễ chào cờ, học sinh của trường được tham gia chương trình Chiều Ước Mơ do các tình nguyện viên của CDI Hưng Yên tổ chức. Chương trình gồm chuỗi các hoạt động có ý nghĩa như kể chuyện về cây bút truyền cảm hứng, tặng quà và hiện thực hóa ước mơ của học sinh nghèo vượt khó trong trường, tặng tủ sách thư viện ước mơ cho nhà trường. Con cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi nhận được những cái món quà đấy ạ. Là những món quà đấy đã giúp cho con tiếp tục những ước mơ và tương lai của mình ạ. Chương trình Chiều Ước Mơ của ông Yên được thực hiện tại trường Trung học cơ sở Phường, tôi thấy đánh giá rất là cao. Đối với những em mà có điều kiện về hoàn cảnh tốt thì cái việc thực hiện các cái ước mơ trong tương lai thì có thể dễ dàng thực hiện được hơn. Tuy nhiên có những hoàn cảnh mà có không may mắn thì cái chương trình này rất ý nghĩa, có thể là đem lại cho các cháu các cái phần quà, đặc biệt là sự lan tỏa cái sự tử tế. Tại chương trình này đã có hơn 60 đầu sách và hơn 20 phần quà với tổng trị giá 20 triệu đồng được trao tặng tới học sinh của nhà trường. Chương trình Chiều Ước Mơ tại trường Trung học cơ sở Hiệp Cường là chương trình đầu tiên trong chuỗi dự án Chiều Ước Mơ Việt sẽ còn tiếp tục được tổ chức tại Hưng Yên trong thời gian tới. Mục đích của chương trình thì rất là mong muốn là có thể truyền tải được cái thông điệp, đó là mỗi một học sinh, mỗi một trẻ em đều có cái ước mơ của mình, và chương trình sẽ chắp cánh ước mơ để cho các con hiện thực hóa cái ước mơ này, và cũng tạo động lực cho các con ở trên cái hành trình cuộc sống có những cái khó khăn vất vả thì các con có đủ nghị lực để vươn lên. Cùng với đó thì chương trình cũng muốn truyền tải đến cái thông điệp cho nhà trường là sẽ gửi tặng cho mỗi một trường học mà chương trình tổ chức một cái tủ sách để khuyến khích cái văn hóa đọc, giúp cho học sinh mở rộng thêm kiến thức, đặc biệt là rèn luyện về tư duy và phát triển nhân cách cho học trò. Bên ban tổ chức chúng mình là cộng đồng DCI Hưng Yên thì rất là mong muốn là có thể triển khai chương trình này ở tất cả các huyện của trong tỉnh trong thời gian sắp tới. Được chính thức triển khai từ đầu năm 2023, đến nay dự án thiện nguyện Chiều Ước Mơ của CDI Việt Nam đã được tổ chức ở 34 điểm trường học và mái ấm trong cả nước. Đã có trên 22.500 học sinh được nghe câu chuyện cây bút truyền cảm hứng, hiện thực hóa ước mơ của 1.180 học sinh với tổng số tiền hơn 750 triệu đồng. Trong thời gian tới, chương trình tiếp tục được các tình nguyện viên tổ chức thêm tại nhiều tỉnh thành phố khác trong cả nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Văn hóa và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.